Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Địa bàn mình đến hôm nay để giao lưu là xã Phong Hòa, huyện Lê Dung, Đồng Tháp, chỗ nhà của anh Tài đó. Xin mời các bạn gặp ảnh giao lưu nha các bạn. Xin mời. Anh chào Hòa qua đây. Rồi, chào anh Tài. Hôm nay anh nhà Hòa đến đây tiếp anh một cái clip thứ 6. Rồi. Clip này anh giao lưu cho anh em toàn quốc. Rồi. Rồi những cái cây lớn này thì 200 mét thôi. Ủa 200 km thôi. 200 km. Những cái lớn này anh chở sao không nói. Cho em số điện thoại cái này. Số điện thoại của anh là 0983569981 và cũng là số Zalo của anh luôn đó Hoài. Rồi ok, cảm ơn anh rất nhiều. Như vậy là mã số 1 này đầu tiên là cây gì đi anh? Mã số 1 đầu tiên là một cặp cây mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy một cặp mấy anh ơi. Rồi. Một cặp luôn. Cái này tại vì nó đi chung kèm, một cặp đi chơi riêng cái chơi không được. Vậy là anh chị em nào mua cặp này có giá ưu đãi không anh ơi? Rồi, tết nhất anh có ưu đãi anh em là bao phí 200 km là 20 triệu. Rồi, một cặp này có giá là 20 triệu, bao phí tới thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tới thành phố, nói chung là khu vực miền Tây rồi, tới thành phố luôn. Nói chung là miền Tây đó. Rồi như vậy là em cho chiều cao. Cái chiều cao đi ha. Rồi cho thử cái chiều cao này theo như anh đoán thì khoảng chắc có lẽ 2 thước rưỡi á, thì nó rồi là 1 thước rưỡi rồi nè. Rồi hào thử cây này là 2 thước rưỡi chiều cao. Cây nào cũng vậy. Cây bên kia luôn cũng vậy luôn. Vì là anh em là mua một cặp đi mấy anh ơi. Mai chiếu thủy. Rồi rồi. Đầu tiên là anh thay cho anh em thấy cái một vòng trước đi ha. Rồi. Cái này nặng quá, nặng cho nên để dưới đất luôn. Khá nặng mấy anh ơi, mai chiếu thủy. Rồi, tròn vòng rồi đó anh ơi. Khá là nặng nha mấy anh. Không thể để bằng xây nổi. Rồi, bây giờ xin anh đo cái thông số nha. Rồi, đo. Rồi cái thông số cái hoành của cái cây này tại chỗ này là nó là 53. Rồi, 53. Rồi, rồi. Anh xin đo cái củ đó. Cái củ nó là 107. Rồi, 106. Rồi rồi. Nguyên cái nồi. Rồi nguyên cái nồi, còn cái đế của nó, cái rễ của nó là 107. 107. Rồi. Rồi cây đầu tiên, rồi cây số 2. Cây số 2. Số 2 cũng thông số luôn. Cây số 2 nó có cái hoành thân nó là 48. 48. Rồi. Rồi cái củ của nó. Cái củ của nó là 95. 95. Rồi cái hoành đế của nó, hoành rễ của nó. Còn thân của nó, rễ của nó là khoảng 100 cũng 107 nữa. 107. Đó khoảng 107. 150 ha, dư đi nè, hơn nguyên một can. Rồi để quay cho anh em thấy nha. Rồi xây thử đi anh ơi. Cây này là mã số 2 mấy anh ơi. Mã số 1, mỗi số 1 luôn đi. Để số 1 luôn, bán cặp ha. Bán cặp. Tại vì cái này chơi lẻ chơi không được. Mai chiếu thủy một cặp. Cặp rất là cổ. Rồi anh em cũng coi sơ lược cái thân nó đi. Nó u nặng hết trơn rồi. Đây nè, cho anh em coi cái thân ha. Này để bị đóng rong lâu quá rồi, người ta trồng trong chậu mấy chục năm lâu quá. Cây kia cũng vậy ha, cho anh em coi cái nu ông này của nó đi. Đây nào, u nần già cây dữ lắm, dài xuống. Rồi mai chiếu thủy là một cặp cho giá lại anh ơi. Cặp là 20 triệu là bao phí 200 km. 10 triệu. 10 triệu một cây, hai cây 20 triệu. Rồi hai cây 20 triệu, bao phí ship là 200 km. Rồi. Rồi, cây số 2. Dạ, cây số 2 là cây mai vàng. Mai vàng. Cây mai vàng này nó có cái chiều cao nó khoảng 1m4. 1m4 mấy anh ơi. Rồi. Cái hoành thân của nó đo ở điểm này là nó 50, nó 60, 66 phải không? 66. 66. Điểm này là 66. 66. Đo cái hoành đế cho anh em có thể biết. Rồi, cái hoành đế của nó là 144. 144. Rồi, cái cây này nó rất là năng nha nha. Lên trên này nó cũng 50 mấy nữa. Rất là năng. Ở điểm này. Ở điểm này nó 52 nè. Rồi, 52. Xuống đây là nó 60 mấy. Rồi. Nở, rất là nở. Rồi, cái cây này nó đặc biệt là nó có cái giống thú. Ở đây anh em nhìn. Không? Nhìn đây ha, giống hệt như là con tôm nó đang đưa cái càng kìa, cái đầu này nó phù lên là đầu con tôm. Yeah.
tôm. tôm. Cái cây này bởi vì người ta trồng ở trong cái chậu mình, nó ta làm xi măng đấy. Cho nên đập ra nó xi măng, nó phải bể rồi phải móc cái rễ nó ra cao vậy. Nè, xi măng nó còn nữa nè, nè xi măng nè. Xi măng còn. Buộc lòng phải đập ra cho nên phải móc cái rễ sâu thế này. Anh em trồng thì nó nửa đắp nó cao lên nữa ha. Dạ. Xi măng không à. Rồi, tròn vòng. Trồng trong chậu mấy chục năm trong chậu rồi. Rồi ok rồi. Anh, như vậy là cây số 2 này giá sao đây? Cây số 2 này nó có giá 12 triệu bao phí toàn quốc. Bao phí ship toàn quốc luôn, có giá là 12 triệu. Mai vàng, phôi mai vàng. Cái này mà quên hỏi chủ nhà nhiêu cánh mà giờ mình bảo đảm 5 cánh đi. Rồi 5 cánh đi. Rồi cây là nó chuẩn bị u nằng. Nó nổi sóng hết trơn cái lưng nó cái mình đó. Anh em coi thử nè, thấy không? Nổi sóng cái mình trơn. Tại tôi không có kỳ công, nổi sóng hết trơn. Nó có hiện tượng gì đó mình không biết. Rồi ok anh, như vậy là cây số 2. Rồi tới cây số 3. Cây số 3 là nãy tôi quên còn sót cây khế căn trong này. Rồi cây khế. Bây giờ giao lưu anh em cây khế căn ra tiếp theo nha. Rồi chiều cao thử anh ơi. Cái chiều cao này là đây hết thước đây nè. Nó khoảng đây mét 8 đi. Rồi mét 8. Cái cây này là nó rất là già rồi. Cũng báo anh em là một cái điều là cái bầu này không phải là thật sự là bầu nó nha. Cái bầu nó cái như thôi. Tại khoan, vì trong khoan, 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 khoan. Già dữ lắm, già rồi. Anh cái nói cây đi. Này nó nằm ở trong gốc dừa dạ. Là toàn bộ cái dừa không nè, cho nên đào lớn không có nổi. Bây giờ cái nguyên cái bầu của nó là bị lớn này thôi. Rồi. À. Nhưng mà đây mình bó bụi dừa cho nó bắt rễ nó tốt. Rồi. À. Để cho anh em thôi về cái bầu sao thì kỳ. À. Rồi bây giờ đo thông số cây này. Thông số. Cái cây này ở đây tại chỗ điểm này là 34. Rồi 34. À. Rồi. Rồi. Cái này có dán cào ha. Nè anh em coi, trời dán phong cào, phong cào. Đây có cái nhánh tôi cắt bỏ. Để cho nó cho phong cao thôi. Nhánh cái này không hay. Cái phong cao rất là hay. Rồi. Rồi, mã số 3 cho giá anh ơi. Rồi, cái cây này là nếu mà bao phí thì anh bao không biết tổng có được không nữa. Bao mà anh em 200 km đi. Rồi, 200 cây. Dạ dạ. Cái cây này bán anh em là 2.7 triệu. 2.700.000 mã số 3. Bao 200 km. Khế gân. Rồi, số thứ tư. Cây này nó ra ra được rồi đó. Rồi. Rồi, thứ tư là cái cây cũng là mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy mấy anh ơi. Rồi đây. Đây. Bộ đế cũng nằm ở trong chậu tôi, đập cái chậu tôi thấy luôn. Để thì đập bẹo cái chậu luôn. Mai chiếu thủy mấy anh ơi. Quên nãy ba báo với anh em là toàn bộ là da xanh không nha. Da xanh. Quên nói. Rồi ok anh đã rồi, tròn vòng. Rồi rồi bây giờ đo cái thông số nha. Đó. Nhiêu anh ơi? Rồi để coi coi. Cái thông số chỗ này là 45 nha. Rồi 45. Rồi đo cái vành đế đó đây. Để anh em biết. Cái vành đế nó là hết thước dư ra khoảng 5 phân nữa. Rồi 5 phân. Hết thước tức là khoảng 5 mét rưỡi đó. Rồi mét rưỡi. Rồi chiều cao. Chiều cao nó đây là mét 6 đi. Rồi mét 6. Rồi đây là giờ anh em về là chơi liền nha. Chi cành có sẵn. Rồi số 4. Trời ơi. Điện thoại nó quay cái gì. Rồi mã số 4 này anh giao lưu với anh em là 5 triệu bao phí toàn quốc. Rồi 5 triệu mấy anh ơi. Mai chiếu thủy da xanh phải không anh? Dạ da xanh. Da xanh. Mai chiếu thủy da xanh. Rồi em này là mã số 4. Giá nãy anh giá nhiêu? Bao phí toàn quốc. Giá nhiêu? Số 4. 2 triệu rưỡi. Ủa phải, 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi, bao phí ship toàn quốc. Dạ dạ dạ. Rồi mai chiếu thủy, rồi tiếp tục. Rồi. Rồi để xem kẻ một tí ha, thay đổi chương trình. Hồi nãy là số 4 rồi phải không? Số là số mấy sao? Số 4 phải không? Số 4 giờ số 5. Rồi em này là số 5. Rồi mã số 5 là hồi đó giờ tôi mới mua duy nhất được một cái cây Mỹ Hồng thôi. Nghe nói là cái Mỹ Hồng này là cái màu hồng phấn đó. Chủ nhà nói. Cái này là số 5 nha mấy anh. Rồi rồi, để cho anh em tham khảo. Đây là cái bưng cây xuống. Bưng nó xuống ở đây là tính đây. Số 5. Đây. Mỹ Hồng á anh. À Mỹ Hồng. Mỹ Hồng. Mà rồi. Mà nghe bà chủ nhà nói là cái màu Mỹ Hồng hồng phấn á. Xoay tròn vòng đi nè. Cái cây này nó có một cái lỗi để tôi báo cho anh em nha.
Chỗ nào nhà bỏ không xịt sâu, con sâu nó ăn cái vỏ, cái vỏ này ha. Lâu đâu, lắm rồi. Đâu đâu. Đây đây đây, sâu ăn cái vỏ nè. Ngay chỗ tay anh chỉ đi ha. Đó đó. Nó bây giờ nó thuần rồi, nó liền da lại rồi. Nó kéo da hết trơn rồi, không sao chân á. Kéo da hết. À, đây nè. Con sâu nó ăn dài xuống này ha. Dạ. Đó. Nhưng mà đã kéo da hết rồi. Tôi không có xử lý luôn. Cái này là Mỹ Hồng nha mấy anh. À Mỹ Hồng. Mỹ Hồng. Rồi tròn vòng luôn anh ơi, tròn vòng luôn. Rồi trước tiên là đo cái kế bên đo quành thân đi ha. Rồi đó. Quành thân của nó là 20. Rồi 20. Dạ. Dạ. Chiều cao của này. Nó là 61. Rồi ok anh. Ủa vậy? Là 91 chứ. 91. À 69. Rồi cái tán ngang nó khoảng 60 70. Rồi, ok anh luôn. Rồi cây này xin giao lưu toàn quốc là 2 triệu rưỡi. Rồi em này có giá 2.500.000 bao phí ship toàn quốc mấy anh ơi. Rồi anh đổi luôn. Rồi tính này bỏ xuống tính ơi. Rồi đổi đổi. Khiên chú tiếp anh. Khiên khiên khiên. Khiên xuống đây. Để đất đi anh ơi. Rồi chờ trong giây lát mấy anh ơi. Mỹ Hồng. Rồi bưng cái khác lên đi. Cái nào cũng được chứ. Cái nào. Ừ đó 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 đó. Ừ. Rồi em này là số 6 sứ. Rồi. Sứ này là sứ hộp. Sứ hộp. Người ta bán, người ta nói sứ hộp thì mình mua về để mình để trong chậu đây cũng lâu lắm rồi. Rồi, cho anh em tham khảo. Xoay lên rồi, xoay đi. Cái cây này nữa là cũng mình giao lưu toàn quốc nhưng mà mình giao lưu mình bỏ cái chậu ra nha. Bỏ chậu ra. Nếu gần thì cho luôn cái chậu. Còn xa thì bỏ chậu ra, vậy nặng lắm xi măng. Rồi bây giờ để ra đo cái củ này cho anh. Rồi đo củ lên rồi. Cũ nó là 75. Rồi 75. À. Rồi. Còn cái chấn trên này đi. Này cho là 39. 39 rồi luôn. Chiều cao của nó là chiều cao là 78. Cao 79. Cao 79. Dạ 39 rồi. 79 chà. Này ngon nha. Số đẹp ha. Ờ à, đây 39 chiều cao 79. Rồi giá của em này luôn anh ơi. Rồi cái cây này anh xin giao lưu toàn quốc là 1 triệu rưỡi. 1.500.000, mã số 5 phải không cô ơi? À, mã số 5, giao luôn. Số 6, số 6. Số 6. 1.500.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi đổi luôn. Lấy chậu ra nha anh em. Nhớ lấy chậu ra. Rồi dời. Rồi bảy lên. Rồi cái nào mà bưng nổi đây nè, cái này. Đi. Số 7, số 7. Đây là một cái chậu trang hoàng. Bông màu vàng lá nhỏ. Rồi nè, mẫu đơn quen. Rồi lên luôn. Số 7 hả Tính? Ủa sao? Số 7, số 7. Rồi. Rồi, số 7. Rồi, đầu tiên xin đo cái chiều cao. Chiều cao mấy anh ơi. Chiều cao của cái cây này là nó là 69. Rồi, 69. Rồi. Cái tán ngang của nó là trời, tầm 7 rồi, đo tầm 7 rồi. Xin lỗi nha, lộn số thước rồi. À, chiều cao 88. 88. Rồi. Rồi, rộng. Rộng của nó là 57. 57. Rồi. Cái thân nó cũng hơi khiêm tốn. Thân nó có 12 thôi. Dạ. Yeah. À. Nhưng mà nó có cái củ rất đẹp. Đây, cái củ em quay một củ ha. Cái củ nó bự. Rồi ok, anh cho xe tròn vòng đây nè, xoay đi, xoay đi. Rồi cây này đang ra bông nha bà con. Có bông luôn, màu vàng luôn mấy anh ơi. Rồi giá luôn, mã số mấy? Cái cây này là mã số 7. Anh giao lưu với bà con là 800.000 bao phí toàn quốc. Rồi 800.000 mấy anh ơi, bao phí toàn quốc luôn. Rồi đổi luôn. Số 8 rồi. Số 7 rồi đây. Rồi, số 8 đây. Linh Sam. Số 8. Linh Sam này có nhiều loại không anh? Linh Sam nhiều loại lắm, cái này cái hạt gạo. Hạt gạo. À, Linh Sam hạt gạo, người ta gọi là Linh Sam Tân Phú á. Linh Sam Tân Phú. Này đang cắt nước cho nó vài bữa nó ra bông nè. Dạ. Tới bữa mùng 5 là mình cắt nước, bây giờ cắt nước từ từ được rồi. Dạ. Cắt nước chừng khoảng chừng 4 5 ngày cái mình tứ giọt lại vậy đó. Dạ. Cách ngày tứ chừng vào nước à. Rồi bắt đầu 3 6 ngày sau là tứ đậm tới. Là Tết cái này là Linh Sam hạt gạo nha mấy anh. Dạ. Yeah. Mình tứ mà nhử nó chừng 3 bữa, cách bữa tới bữa gì đó. Dạ dạ. Là ra 6 ngày. 6 ngày tứ 3 lần. Rồi, đó thông số em hạt gạo đi em. Sau là mình tứ nhiều tới. Linh Sam anh ơi. Nó sẽ ra bông nhiều. Cây này nó có một cái bề hoành của nó là nó cũng khiêm tốn lắm. Quá, 8 thôi. 8 thôi, rồi ok anh. Chiều cao, rộng. Rộng của nó là 32. Rồi 32, dạ. À. Yeah.
cao. Cao của nó là 27. 27. À. Cây này anh xin giao lưu với anh em là 1 triệu 3 phí toàn quốc. Rồi, như vậy là bao phí ship cho anh luôn mấy anh ơi. Rồi, đổi luôn. Rồi, tính, bỏ này xuống tức. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là cũng là cây linh sam. Linh sam tiếp tục mấy anh ơi. Linh sam hạt gạo số 9. Đây, cây này to. Rồi, ship thì để chậu lại mấy anh ơi. Chậu nặng. Cái chậu này nặng lắm. Nặng tiền. Nếu anh em gần mình tặng luôn. Nếu ai ở gần thì tặng luôn. Rồi, cái cây này nó có cái bây giờ đo cái hoành trước đây ha, sẵn này. Bảo với anh em là cái cây này hoành là 15. Rồi, 15 mấy anh ơi. Mà cái 14 thôi, tôi sợ tôi đo không đấy ha. Rồi, 14 thôi. 14 thôi. Rồi, ok. Rồi, cái chiều cao của nó là 29. 29, rồi. Cái chiều rộng của tán nó là 72. 72. 70 thôi. 70 thôi, rồi, rồi, ok. Rồi, quay giùm cái tàn cho anh em coi ha. Xoay đi anh, xoay đi. Rồi. Cái cây này rất là dễ gãy tược. Rồi, mình coi giùm cái tàn. Linh sam hạt gạo nha mấy anh. Dạ. Cái quạnh nó là 14, 15 gì đó ha. Dạ. Cây này anh em về chơi Tết là rất là hay. Mã số 9 phải không ạ? Rồi, mã số 9. Rồi, giá luôn rồi. Rồi, mã số 9 là anh giao lưu không có lấy cái chậu nha. Nếu anh em nào gần mới lấy nha. Rồi. Rồi, cây số 9 này anh giao lưu là 1 triệu 7. 1 triệu 700 ngàn nha mấy anh. Bao phí toàn quốc. Linh sam hạt gạo. Rồi, đổi luôn. À, tính ngay, tiếp xúc. Rồi, chờ trong giây lát mấy anh ơi. Rồi, tiếp theo là cột cây bông giấy Mỹ. Rồi, tiếp theo chương trình là bông giấy. Bông giấy. Bông giấy Mỹ. Rồi, lên luôn bông giấy. Rồi. Bông giấy Mỹ này đã vô một lớp dây rồi ha. Rồi. Cái này nó có cái dáng bay, nói chung là cũng đẹp á. Ta bẻ qua nhà qua trên. Chủ nhà ta thích chơi, bẻ qua nhà qua trên. Bông giấy bẻ qua nhà rất là khó đó. Rồi. Nó giòn lắm. Cây này về nhà anh em dưỡng là chơi tiếp thôi, khỏi cần phải sửa gì hết. Còn anh em nào có cái kỹ thuật khác thì sửa làm sao thì tôi không biết ha. Rồi. Chứ còn mình tôi thấy về tôi chơi được. Rồi, ok. Rồi, để đo cái quạnh. Ở đây đo cái quạnh ngay chỗ này ha. Nó rồi. Là 48. Rồi, ok anh, rồi. Cảm ơn. Rồi lên trên này chút đi cho anh em biết. Trên này nó 39. 39, rồi. Chiều cao. Chiều cao của nó là 70. 70 luôn. Rồi. Rồi, cái cây này cũng xin báo cho anh em là giao lưu toàn quốc. Nhưng mà bỏ cái chậu ra. Bỏ chậu ra. Còn nếu gần thì vẫn được. Lấy cái chậu được. Rồi, giá nhiêu anh ơi? Cái cây này anh giao lưu anh em là giá 2 triệu 8. 2 triệu 8. Mã số 10 bông giấy Mỹ. À, phải không ạ? Bông giấy Mỹ. Rồi, đổi luôn. Còn cái này tôi không có môi đồng rút ra ra ra. Tôi mua dạ. Của ta sao tôi để nguyên vậy? Dạ, dạ. Rồi. Xuống. Bên này nè. Số 10 rồi, 11 lên. Rồi, tiếp tục là cây mai chiếu thủy. 11, mai chiếu thủy mấy anh ơi. Mã số 11. Chờ trong giây lát, mã số 11, mai chiếu thủy. Rồi, mai chiếu thủy này nó có cái chiều cao, sẵn đo chiều cao luôn đi. Ờ, cho chiều cao luôn. Đo tới chỗ này thôi. Lỡ nó có gãy cái đọt mà chuyện di chuyển nó gãy đọt thì anh em cũng không thiền mình được. Đo cho chỗ này nó là 104. Rồi, ok anh, 104. Rồi. Xoay luôn anh ơi. Rồi, cây này nghe chủ nhà nói cũng là da xanh, tôi thấy cũng da xanh. Da xanh mấy anh ơi, da xanh. Đo tham khảo. Nó đây là 74. 74. Mai chiếu thủy nha mấy anh. Cái cây này cũng u nần ở chân nè, anh em thấy. Có u nần hết. Và cây này giao lưu anh em giá 2 triệu 2, bao phí toàn quốc. 2 triệu 200 ngàn bao phí ship toàn quốc mấy anh ơi. Mã số mấy sao? 11. Mã số 11, 2 triệu 2, mai chiếu thủy. Rồi, đổi luôn anh ơi. Rồi, rồi, đổi xuống, cái bưng cái cây ấy lên, bưng xuống đi. Em bưng xuống đây, bưng xuống đi. Rồi, xin đổi. Rồi, tới 12 lên. Rồi, bỏ nó xích đáng chân, cái này. Xích ghé, xích ghé. Khi cái này mà nhốt lại, sao mà... xích ghé, xích hồi giấy, hồi giấy. Mai chiếu thủy mấy anh ơi. Rồi, đổi luôn. Rồi 13 lên. Anh chú thấy nữa. Nè, khá lớn.
Đây là cũng là một cây mai chú thị. Mã số 13 mai chú thị. 12 hả? 12 mai chú thị. 12. Rồi, xoay lên đây, xoay. Cây này nó được mà nuôi lâu lắm rồi, tại hồi xưa người ta trồng trong chậu á, cho nên nó không có lớn cái thân. Bộ đế nó cũng sụt sụt chân. U nặng hết trơn. Rồi, đo luôn, thông số luôn rồi, mã số 12, mai chiếu thủy. Rồi, bây giờ đo trước tiên là đo cái chiều cao đi ha. Đo chiều cao đi. Chiều cao đo ở điểm này. Điểm này nó 74. Rồi. Nó là 34. Rồi, 34. Rồi, ok. Đo cái vành đế thử ha. Đây. Vành đế là 125. Rồi, 125. Rồi. Cây này xin giao lưu với anh em là 2 triệu 8 là bao phí toàn quốc. 2 triệu 800 ngàn bao phí ship toàn quốc. Dạ, bỏ cái chậu ra nha. Rồi, phụ đổi luôn. Gần thì cho luôn cái chậu. Mai chiếu thủy. Anh em gần tặng luôn. Rồi, 13. Rồi. Tiếp theo 13 mấy anh ơi. Cây đây là tức cây này. Cây mẫu đơn hồng phấn. Mẫu đơn hồng phấn. Rồi, bấm tích. Mã số 13, mấy anh chờ trong giây lát mấy anh ơi. Mã số 13, mẫu đơn hồng phấn. Rồi, đầu tiên cho em xin về dòng. Cái này mà bưng cái chậu, mới gỡ cái chậu bể ra thì thành ra nó đất nó không được đẹp. Mã số 13. Rồi, cây này rất là già nha anh em, hồi đó giờ nó trong chậu nha. Già cây. Rồi, đo cái. Rồi, đo luôn anh ơi, đo luôn. Cái quạnh nó chỉ có 10 thôi. 10 thôi. À. Rồi, ok anh. Rồi, chiều cao của nó là 70. Chiều cao thì 70. Cái tán của nó là 70 luôn. 70 luôn. Rồi. Quả số 13. Rồi, xin giao lưu với anh em cái cây này là 1 triệu bao phí toàn quốc. 1 triệu đồng chẳng bao phí ship toàn quốc luôn mấy anh ơi. Cây đang gieo hoa. Tên là Mỹ Hồng gì anh? Không phải, cây này là cây hồng phấn. Hồng phấn. Hồng phấn lá nhỏ. Hồng phấn lá nhỏ. Rồi, 10. 13 rồi phải không? Rồi tới 14. Rồi, đây. Rồi, bỏ xuống đi. Rồi, ok, tới 14. Mã số 14 anh ơi. Cái gì đây ạ? À? Cây này là cây cây nữa đó. Để chút nữa bưng sao đi, không có chỗ để. Vậy là 14 này anh bán. Em tức. Em đây anh bán 3 cây. 3 cây cho anh em dễ mua. Rồi để lên luôn được không? Đây, được. Rồi lên luôn đi. Rồi, ok. Đẹp quá. Rồi, 3 cây này anh em tham khảo trước đi. Chiếu thủy hả chị anh? À, cái này là cây đinh lan. Ủa, cây cần thăng. Cần thăng. Cần cù thăng tiến đó. Cần cù thăng tiến. Cần thăng. Hà Nội người ta hay thường nói là cần cù thăng tiến. Anh em nào muốn lên chức thì phải cần cù. Cần cù. Sẽ là thăng tiến. Thăng tiến luôn. Rồi, cái cây này nó có một cái thân hình quái rất là lập nghe anh em. Đây. Cái củ nó là cái đít. Cần thăng. Cần thăng. Anh em nào giao lưu muốn cần thiết tôi sẽ mà cho cái số điện thoại tôi là số Zalo đó. Dạ. 0983569981. Dạ. Anh em nào muốn coi kỹ thì tôi sẽ chụp hình Zalo hoặc là quay phim Zalo cho anh em coi kỹ. Dạ. Này coi như giới thiệu đi. Rồi, ok, như vậy là 14 này giá luôn anh ơi. Rồi, cho anh em cần thăng. Cái thông số. Thông số quên, xin lỗi. Cái thông số cái cũ của nó là 22. Rồi, 22. Cái thân nó khoảng chừng bự không có tay cái chút tí thôi. Dạ dạ. À, vậy đi. Còn cái thân này thì bự bằng giò cái. Dạ. Rồi, cái thân phía bên này thì bằng ngón tay thôi ha. Nhưng mà cái củ của nó thì rất là đẹp. Đây, củ thử rồi. Củ nó cũng 22. Rồi, 22 mấy anh ơi. Dạ. Nói chung là củ nào cũng bự hết. Còn cái củ này thì nói chung là đo cái dòng đế đi chứ không có củ à. Dòng đế này nó khoảng 47. Rồi, 47. Rồi, ba cây này xin giao lưu với anh em toàn quốc là 2 triệu 1 bao phí toàn quốc. Bao phí toàn quốc luôn. Ba cây luôn mấy anh ơi. 2 triệu 1. Rồi, mã số 14 phải không anh? Đây chậu mũ nha, cho nên tặng em được. Tặng luôn. Tặng luôn chậu mũ được. Rồi, ok anh. Rồi, 14. Rồi, còn một cây cuối cùng. Rồi, 15. Ngay nào. Bây giờ lấy cây bông giấy đó đi. Chứ giờ cây nào vậy? Giờ nhiều quả cây quá, không biết cây nào nữa. À. Rồi, lấy luôn. Đâu con trang nào? Con trang cái gọi. Cái con trang này cái gọi.
Rồi lấy lại con giấy đi anh, lấy lại con giấy đi. Lấy con giấy đi, giấy giấy giấy. Lên đây. Ừ. Lên đây, lên đây. Quay lên đây. Rồi lên đây luôn, cho hết luôn. Rồi, 15. Giao lưu anh em cây số 15 là cây bông giấy Mỹ. Rồi, bông giấy Mỹ. Cây này trồng trong chậu. Mừng cái này xuống. Lâu dữ lắm rồi, tôi không biết có cũ hay không. Để đi. Cái cây này nó ăn rễ xuống đất này nha anh em, mới ăn rễ xuống. Này. Ha. Này anh em gần thì anh em lấy cái chậu luôn, còn xa thì tôi đập cái chậu tôi lấy ra gửi anh em. Rồi, mã số này là mã số 15 nha anh. Dạ. Mã số 15 bông giấy. Mã số cuối cùng của cái list này. Dạ. Này xin báo với anh em cái hoành thân của nó đây là 21 nè. Rồi, 21. Chiều cao của nó là 99. Rồi, 99. Dạ. Cái tán của nó. Cái tán nó cũng khoảng 95 á. Rồi, 95 luôn. Rồi, cái này anh em chỉ về vô dây là chơi được rồi. Dạ. Rồi, mã số 15, mã số cuối giá nhiêu anh ơi? Dạ, xin giao lưu với anh em là 1 triệu 2. 1 triệu 200 ngàn phí ship sao anh? Dạ, bao phí toàn quốc. Rồi, ok. Rồi, anh cảm ơn bà đã đến đây giúp anh clip thứ 6 này ha. Rồi cũng thay mặt gia đình cũng xin chân thành cảm ơn bà con gần xa đã tiếp anh trong thời gian vừa qua. Rồi, cảm ơn anh Tài rất nhiều. Rồi. Và tạm biệt anh, chúc sức khỏe anh luôn. Rồi. Hẹn gặp lại. Cũng báo cho anh em là số giao đó là số giao đô luôn nha bà. Dạ. Rồi, em đi làm đi. Anh ở đây lọc rồi.